là phần thi cuối cùng, phần thi về đích. Và người đầu tiên đến với phần thi này là bạn Minh Huyền, người đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 300. Và Minh Huyền đã rất sẵn sàng đến với phần thi này rồi. Thế nhưng trước đó thì chúng tôi muốn quý vị các bạn gặp gỡ một khán giả rất là đặc biệt. Đó chính là bà trẻ của bạn Minh Huyền. Bà có thể chia sẻ cảm xúc của bà khi đến với trường quay cổ vũ cho cháu mình được không ạ? Xin kính chào tất cả các khán giả cùng với trường quay. Tôi là bà trẻ của cháu Huyền. Tôi hạnh phúc, tôi vui mừng. Tôi giấu cho một giấc mơ, không phải sự thật nhưng đây đúng sự thật. Huyền ơi, đại gia đình ta, dòng tộc gia đình ta rất tự hào vì cháu. Cho cô lên, Minh Huyền cô lên, Minh Huyền cô lên. Phải nói là Minh Huyền rất xuất sắc từ đầu cuộc thi đến giờ và mong là bạn sẽ tiếp tục giữ vững được tinh thần đó để đến với phần thi về đích. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Em thưa chị, em xin chọn gói câu hỏi 40 điểm ạ. Chúng tôi dành cho bạn 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi 10 điểm đầu tiên. Tổng các góc trong của một bát giác bằng bao nhiêu độ? Chị, câu trả lời của em là 720 độ. Một câu trả lời rất nhanh, nhưng rất tiếc đó lại chưa phải là một câu trả lời chính xác. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ Quang Tuệ. 1080 độ. Bạn đã tính thế nào ạ? Dạ thưa chị, là em suy luận ạ. Một hình tam giác thì là có ba cạnh, thì là tổng cái góc trong của nó là 180, tức là bi. Thì nếu mà một hình tứ giác thì nó sẽ có là 2 bi, từ đó suy ra là một hình bát giác sẽ có là 6 bi. 6 nhân cho 180 là 1080 độ. Ngoài ra thì còn có một công thức khác nữa để tính, đó là n trừ 2, trong đó n là số cạnh, rồi tất cả nhân với 180 và cũng sẽ ra được kết quả như bạn Quang Tuệ vừa mới trình bày, đó là 1080 độ. Xin chúc mừng Quang Tuệ có thêm một điểm 10. Từ số điểm của Minh Huyền chuyển sang câu hỏi 10 điểm thứ hai của bạn Minh Huyền như sau. Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật thay đổi như thế nào? Cơ năng của vật sẽ giảm ạ. Bạn Minh Huyền đã thay đổi câu trả lời ở những giây cuối cùng và đó là một sự thay đổi hoàn toàn hợp lý. Bạn vừa có thêm một điểm 10. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm của Minh Huyền. Bạn có định chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ có. Câu hỏi 20 điểm có ngôi sao hy vọng của bạn như sau. Sông Mekong chảy qua bao nhiêu quốc gia? Đó là những quốc gia nào? Sông Mekong chảy qua 6 quốc gia là Trung Quốc, Myanmar, Lào, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Xin chúc mừng Minh Huyền. Bạn có thêm 20 điểm và thêm 20 điểm nữa của ngôi sao hy vọng với câu trả lời này. Minh Huyền cũng đã rất thành công với gói 40 điểm mà bạn lựa chọn. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Còn bây giờ, trước khi bạn Thu Trang đến với phần thi về đích của mình thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Sơn, là bố của bạn Thu Trang. Dạ vâng, thế là chú ạ. Vâng, điều đầu tiên cháu muốn hỏi chú là tại sao chú lại đặt tên cho bạn Thu Trang cái tên là bánh mì ạ? Kính thưa chương trình, cháu sinh ra thì bị thiếu tháng và cháu được có 1 cân 2, nó nhỏ quá. Thế thì về gia đình ông nội mới gọi là úi dồi, thế là thì bằng cái bánh mì. Thế là cả gia đình gọi tên là bánh mì đấy. Vâng, bây giờ thì một lời động viên dành cho bạn Thu Trang, chú sẽ muốn nói gì ạ? Con gái yêu, con cố gắng để tham gia, để học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cố gắng tích lũy được nhiều điểm. Mong con bình tĩnh, tự tin và giành được những điểm cao nhất. Điểm nhì cao nhất của những tuần trước đang là 210 điểm. Và bây giờ với 120 điểm chúng ta sẽ cùng đến với phần thi về đích của Thu Trang. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Tôi dành cho bạn những câu hỏi như sau. Đầu tiên là một câu 10 điểm. Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là gì?
Bạn Thu Trang đang nhường lại cơ hội cho những bạn khác. Xin mời ạ. Tín hiệu từ bạn Ngọc Hải. Thưa chị, đáp án của em là Hồng Đức. Đúng là như vậy. Xin chúc mừng Ngọc Hải có thêm một điểm 10. Đó là câu hỏi 10 điểm mà chúng tôi dành cho Thu Trang. Phía trước bạn bây giờ sẽ là một câu hỏi 20 điểm như sau. Sau 12 giờ trưa, thời điểm sớm nhất mà kim giờ và kim phút tạo với nhau một góc 110 độ là khi nào? Chúng ta chưa nhận được câu trả lời từ Thu Trang. Xin mời các bạn khác ạ. Đây là một câu hỏi toán học không dễ. Do kim phút chạy nhanh gấp 12 lần kim giờ cho nên sau x phút thì kim phút sẽ quay được một góc cũng bằng 12 lần góc mà kim giờ đã quay. Suy ra kim giờ đã quay được 10 độ và kim phút quay được 120 độ. Tức là kim phút đã quay được 1/3 vòng và vào 12 giờ 20 phút thì chúng sẽ tạo với nhau một góc là 110 độ như đề bài đã đưa ra. Đó là câu hỏi 20 điểm về toán học khá khó của bạn Thu Trang. Còn bây giờ phía trước bạn sẽ là một câu hỏi 30 điểm. Em xin chọn ngôi sao Hy vọng. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Và đây là câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một câu hỏi thí nghiệm hóa học như sau. Trên tay mình là bột magie, tinh thể bạc nitrat AgNO3, bình tia nước cất. Mình sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Cho bột magie vào trong ống nghiệm. Sau đó mình sẽ cho thêm tinh thể bạc nitrat vào trong ống nghiệm. Sau đó mình sẽ cho nước cất vào trong ống nghiệm. Bạn hãy quan sát hiện tượng và giải thích. Tôi sẽ nhận được câu trả lời từ Thu Trang. Xin mời các bạn khác ạ. Đây cũng lại là một câu hỏi 30 điểm về hóa học khá khó. Mặc dù chúng ta thấy có nước trong phản ứng, tuy nhiên trong thí nghiệm mà chúng ta vừa nhìn thấy thì nước ở đây chỉ giữ vai trò là chất xúc tác cho phản ứng giữa magie và bạc nitrat. Các chất tạo thành sẽ là bạc, oxit magie và khí bốc lên là khí NO2. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong gói 60 điểm mà Thu Trang đã lựa chọn. Xin mời bạn hãy trở về vị trí ạ. Và bây giờ thì tôi đang được ngồi cạnh ở Nguyễn Đức Hạch, người thường xuyên đưa những học sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận ra đây thi đường lên đỉnh Olympia đúng không ạ? Vâng, thầy có thể nói điều gì đặc biệt về bạn Quang Tuệ? Em Tuệ là một trong số ít những thí sinh 11 mà tôi gửi gắm niềm tin để đưa em đi thi. Điều tôi thích nhất ở em là cái khả năng vượt khó rất là cao. Và em luôn biết cách xử lý tình huống để mà tìm kiếm những cái chiến thắng cho mình. Và hôm nay tôi nghĩ rằng em đã gặp một đối thủ rất mạnh và đó là một cái niềm vui của thầy trò chúng tôi. Và bây giờ tôi nghĩ cái khoảng cách còn lại thì em hoàn toàn có thể sang lớp đối với bạn đứng nhì để giành cái vé nhì xuất sắc. Tuệ ơi, gói 60 và ngôi sao Hy vọng khi cần thiết, chúng ta sẽ đi tiếp và trả nợ chương trình. Xin mời con Tuệ tiến lên phía trước. Bạn đang có 160 điểm và bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Dạ thưa chị, em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm. Đây là gói 60 điểm thứ hai trong chương trình ngày hôm nay và gồm những câu hỏi như sau. Câu hỏi 10 điểm. Tìm A và B thỏa mãn biểu thức 1 trên A cộng 1 trên B bằng 1/3. Biết A và B đều dương và nhỏ hơn 10. Các bạn khác có câu trả lời không ạ? Tín hiệu từ bạn Minh Huyền. Em đang chị, câu trả lời của em là A bằng 4 và B bằng 12. A và B là bằng 4 và 12. A và B đều dương và nhỏ hơn 10 và chỉ có một kết quả thôi, đó là A bằng B và bằng 6.
1/6 cộng 1/6 bằng 1/3. Hóa ra câu hỏi này lại làm khó các bạn. Còn bây giờ bạn Quang Tuệ sẽ có một câu hỏi 20 điểm như sau. Ấn Độ Dương không tiếp giáp với những châu lục nào? Châu Âu, châu Mỹ, châu Nam Cực. Đúng. Châu Âu, châu Mỹ, châu Nam Cực. Châu Âu, châu Mỹ, châu Nam Cực, châu Phi. Cảm ơn bạn. Các bạn khác có câu trả lời khác không ạ? Tín hiệu từ bạn Thu Trang. Em xin trả lời là châu Phi, châu Á, châu Nam Cực. Giá như có một cái bản đồ ở đây đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là Ấn Độ Dương không tiếp giáp chỉ với hai châu thôi là châu Mỹ và châu Âu. Đó là câu hỏi 20 điểm của bạn Quang Tuệ. Còn bây giờ phía trước bạn là một câu hỏi 30 điểm. Em chọn xong ngôi sao hy vọng ạ. Chúc bạn thành công với câu hỏi có ngôi sao hy vọng 30 điểm. Và là một câu hỏi bằng tiếng Anh như sau. Hi, I'm Adam and I'm from the USA. There are many mountain ranges on Earth. One mountain range is located across two countries, Russia and Kazakhstan. It also serves as a natural and conventional boundary between Asia and Europe. Which mountain range am I talking about? Good luck. Ron. Bạn Quang Tuệ đã đưa ra một câu trả lời rất nhanh và lần này bạn không thay đổi thêm bất cứ một câu trả lời nào khác trong những giây vừa rồi. Bạn thường được điểm mấy môn tiếng Anh đấy ạ? Dạ, thường được khoảng điểm 8 ạ. Khoảng điểm 8. Nhưng đây không chỉ là một câu hỏi tiếng Anh, đây còn là một câu hỏi về địa lý nữa. Dạ vâng ạ. Về địa lý thì hình như bạn không phải là sở trường lắm vì bạn chưa giành được điểm trong câu trước. Dạ, cũng có thể nói như vậy ạ. Nhưng với câu hỏi này thì sao ạ? Dạ, em nghĩ là có thể một phần là do may mắn. Đó là một điều không thể thiếu trong những cuộc thi như thế này ạ. Đúng là như vậy. Và tôi nghĩ là không chỉ có may mắn đâu. Thực ra kiến thức địa lý của bạn cũng khá tốt và tiếng Anh cũng vậy. Xin chúc mừng bạn. Bạn có thêm 60 điểm với câu trả lời vừa rồi. Xin mời con quẩy hãy trở về vị trí. Trong câu hỏi vừa rồi, thầy giáo đã hỏi chúng ta về dãy núi chia cách hai châu lục là châu Âu và châu Á. Và đó chính là dãy Ural. Câu trả lời của bạn Quang Tuệ. Bây giờ thì phần thi về đích của bạn Ngọc Hải sẽ khép lại cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Và thầy Vũ Ngọc Thường, giáo viên nhà trường sẽ động viên tinh thần cho bạn ạ. Hải ơi, hãy bình tĩnh, tự tin, về đích em nhé. Thầy luôn tin tưởng em. Hãy cố gắng lên. Bạn Ngọc Hải có đang cảm thấy bình tĩnh, tự tin không ạ? Dạ, cực kỳ bình tĩnh. Vâng, rất vui khi nhìn thấy một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt bạn vào lúc này. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Bạn đang có 140 điểm và phía trước bạn là các gói câu hỏi. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Để em lựa chọn gói 60 điểm. Chúng tôi dành cho bạn những câu hỏi như sau. Đây là câu hỏi 10 điểm. Phép lai mà con lai có ưu thế hơn so với bố mẹ về năng suất, phẩm chất và khả năng chống chịu được gọi là phép lai gì? Đáp án của em là phép lai khác giống. Cảm ơn bạn, nhưng đó lại chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ bạn Minh Huyền. Em chị theo em câu trả lời là phép lai kinh tế ạ. Đúng là như vậy, đó mới là đáp án của câu hỏi này. Và đó là đáp án mà chúng tôi muốn nhắc đến. Bạn Ngọc Hải sẽ có một câu hỏi 20 điểm như sau. Trong một sáng tác của nhà thơ Xuân Quỳnh, âm thanh nào đã khiến anh bộ đội nhớ tới hình ảnh ôi cái quần chéo go, ống rộng dài quét đất, cái áo cánh trúc bâu đi qua nghe sột soạt. Thì đáp án của em là sóng. Nhắc đến nhà thơ Xuân Quỳnh là chúng ta thường nhắc đến bài thơ Sóng rất nổi tiếng của bà. Nhưng rất tiếc những câu thơ này lại không nằm trong tác phẩm đó. Các bạn khác có câu trả lời khác không ạ? Bài thơ này chúng ta đã được học rồi nhưng chắc là các bạn đã quên mất. Đó là bài thơ Tiếng Gà Trưa, một bài thơ cũng rất hay của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em chọn ngôi sao hy vọng.
Chúc bạn thành công với câu hỏi 30 điểm có ngôi sao hy vọng và là câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia như sau. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một câu hỏi hóa học như sau. Tôi có hai lọ đựng dung dịch mất nhãn. Trong đó có chứa dung dịch kẽm sulfat và nhôm sulfat được đánh số thứ tự 1 và 2 và dung dịch NH3 đặc. Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm như sau để nhận biết hai dung dịch. Cho vào ống nghiệm thứ nhất, một ít dung dịch được đựng trong lọ được đánh số 1. Cho vào ống nghiệm thứ hai, một ít dung dịch được đựng trong lọ đánh số 2. Sau đó, cho từ từ đến dư dung dịch NH3 đặc vào hai ống nghiệm. Các bạn hãy quan sát hiện tượng và cho biết lọ 1 đựng dung dịch gì, lọ 2 đựng dung dịch gì. Thưa chị, đáp án của em là lọ 1 đựng nhôm sulfat và lọ 2 đựng kẽm sulfat. Đó là một câu trả lời đúng. Xin chúc mừng bạn Ngọc Hải. Do NH3 là một bazơ yếu cho nên sẽ tác dụng với muối nhôm sulfat và tạo ra ALOH 3 lần là chất kết tủa mà chúng ta đã nhìn thấy trong ống nghiệm số 1. Còn ở ống nghiệm thứ 2 thì NH3 cũng tác dụng với sulfat kẽm và tạo thành kết tủa, nhưng sau đó kết tủa này lại tan ra khi chúng ta cho NH3 dư. Đó cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay và xin mời Ngọc Hải hãy trở về vị trí. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là thêm một ngôi sao hy vọng nữa đã mang đến những số điểm cao dành cho các bạn thí sinh tham gia trong cuộc thi ngày hôm nay. Và câu hỏi cuối cùng đó cũng là câu hỏi khép lại cuộc thi của chúng ta. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng tổng kết số điểm mà cả 4 bạn giành được sau cuộc thi. Đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, bạn Mai Thị Minh Huyền giành được 345 điểm. Bạn Nguyễn Thị Thu Trang đến từ trường Trung học Phổ thông Đan Phượng, Hà Nội giành được 70 điểm. 220 điểm là số điểm của bạn Lê Quang Tuệ đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. Và bạn Nguyễn Ngọc Hải đến từ trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự, Khánh Hòa giành được 190 điểm.